Dạ chào kênh Pháp Thái TV, dạ chào tất cả các bà con. Dạ hôm nay em có lên số vòng qua mẫu đơn để giao lưu với tất cả các bà con ạ. Dạ đầu tiên em xin lên là cây số 1 là cây đỏ nhung lá bóng nha bà con. Dạ chiều cao là 122, tán ngang là 55, thoát thân là 96. Dạ cây này là 7 nha bà con. Cây đỏ nhung lá bóng rồi, con cây này em tỉa cành rồi nó ra lại ra búp rồi. Cái thân chậu tàn đều nha con. Dạ cây số 1 này là 220.000 bao ship. Cây thân chậu bao ship nha con. Dạ cây số 2 là cây chân kiếp. Dạ chiều cao là 72, tán ngang là 40. Cái này thoát thân là được 34. Cái này hoành là 7,5. Cái này em ghép là vàng sọc là 1 nè, Mỹ đỏ là 2, Dubai son là 3, cam Dubai là 4, vàng son Cần Thơ là 5, Mỹ tím là 6, Mỹ vàng là 7, sen xưa là 8, đỏ đào là 9, với cái phôi Mỹ cam nữa là cây này được 10 màu rồi coi. Dạ cây số 2 là 400.000 bao ship, cây này nữa được 10 màu rồi coi. Dạ tiếp theo cây số 3 cũng là cây chân ghép nha. Dạ chiều cao là 62, tán ngang là 48, thoát thân tại đây là 19. Dạ cây này hoành là 9 mà con ơi. Dạ cây ghe cây này em ghép là Mỹ Hường là 1 nè, đỏ nhung lá bóng là 2, vàng Đài Loan là 3, vàng sọc là 4, màu trắng là 5, Mỹ cam là 6, với cái màu dưới cái phôi này vàng Hường rực đỏ nữa là 7 màu nha con. Cái phôi là vàng Hường rực đỏ nha con. Cái này đang cho búp rồi. Dạ cây số 3 này là cũng là 400.000 bao ship. Dạ tiếp theo là cây số 4 là cây chân ghép. Dạ chiều cao là 112, tán ngang là 58. Cây này thoát thân là được 70 bà con ơi. Cây này cái củ bự rồi đó. Em đo tại đây là 16 à. Cây này già lắm bà con ơi. Em ghép ở đây là Mỹ đỏ là 1 nè, Mỹ vàng là 2, cam kim cương là 3, Mỹ tím là 4, Dubai son là 5, Mỹ cam là 6, với phôi đơn đỏ nữa là cây này mình được 7 màu nha con. Rồi. Dạ cây số 4 này là 400.000 bao ship. Dạ tiếp theo là cây số 5 là cây chân ghép luôn nha bạn. Dạ chiều cao là 119, tán ngang là 75,
Cây này thoát thân là được 62 rồi. Giá hoành là 11,5. Cây này nó đang sung. Cây này em ghép là Dubai Son là 1, đỏ ta là 2 nè. Mỹ tím là 3, đỏ đào là 4, màu trắng là 5, lá bọ đó nhung lá bóng nữa là 6 màu, mỹ cam là 7. Với cái cây đơn vàng nè là 8 màu rồi coi. Cái tàn đều luôn nghe không? Dạ cây số 5 trang dép là cây này nữa 8 màu là được 550 ngàn em bao ship rồi. Thùng chậu hết rồi nha bà con. Dạ, nó đang khỏe đó. Dạ tiếp theo cây số 6 cũng là cây trang dép bà con. Bữa nay em lên trang dép nhiều nha bà con. Dạ chiều cao là 66. Tán ngang cũng 66 luôn bà ơi. Dạ thấu thân là 25. Dạ hoành là 8. Cái này em ghép là Dubai Son là 1 nè, đỏ đào là 2 nè, mỹ tím là 3, mỹ sen là 4, mỹ vàng là 5, sen xưa là 6, đỏ nhung lá bóng là 7, vàng sọc là 8, cam đài loan là 9, màu trắng là 10, mỹ đỏ tiền giang là 11, vàng đài loan là 12, đỏ vàng trắng yên quái là 13, với cái cây form mỹ cam nữa là 14 màu nha bà con. Nó ra cái hoa màu trắng này nè bà. Cái này nữa ra bông cái đẹp lắm con bà coi, 14 màu á. Mình đã ghép rồi nó ra một cái màu trắng. Trắng thơm. Cũng có mùi thơm phải không? Màu trắng á. Nó có thơm nhẹ đúng không? Cái này 14 màu bà coi. Quá đẹp luôn. Dạ cây số 6 này là 500 ngàn bao ship, 14 màu nha bà con. Đây nó thuần chậu hết rồi nha bà con. Bà con cứ việc chọn nha bà con. Hôm nay lên cho ghép nhiều cây đẹp lắm nha bà con. Dạ tiếp theo là cây số 7. Cũng là cây trang ghép nha bà con. Dạ chiều cao là 90. Cá ngang là 80. Cái này nó đã cho hoa rồi. Thoát thân là 22. Nứt hết rồi. Ồ, cái rễ nó dữ quá. Dạ, cái hoành tại đây là 14. Cây này cái củ đẹp lắm nghe bà con. Củ 28 nè. Cái phôi này rất là đẹp, em ghép vô cái phôi này rất đẹp. Và phôi đơn đỏ nghe bà con. Em ghép là vàng pháp là 1, sang xưa là 2, là mỹ hường là 3 nè. Mỹ vàng là 4, đỏ đào là 5, Dubai Son là 6, mỹ sen là 7, vàng sọc là 8, mỹ tím là 9, vàng Dubai là 10, hường sọc là 11, mỹ cam là 12, cẩm thạch nữa là 13, với cái phôi đơn đỏ nữa là 14 màu bà coi. Nó ra bông không gà là dày đặc luôn nè bà con. Nó ra bông. Nó ra bông không gà nè, cái nụ nè. Đang cho nụ nè. Mắt ghép. Cái này đang cho bông với nụ ghép nhiều nha bà con. Cây này cái phôi cái củ là 28 hoành nha bà con. Củ nó cũng đẹp lắm mà con coi xem lại. Không. Nứt hết trơn. Dạ cây số 7 này là 700 ngàn bao ship. Thuần chậu khỏe. Dạ, tiếp theo là cây số 8 là cây mỹ cam mà coi. Dạ chiều cao là 110. Tán ngang là 120. Thấu thân là 36.
cái này hoành cũng bự khá, bà con 10-12. Cái này đang cho búp nè bà con, cái này tàn đều luôn rồi coi. Cái này già nha bà con, về mình tỉa ra chút đỉnh là đẹp đó bà con, tại em để tự nhiên. Dạ, cây số 8 là 350.000 bao ship. Tự nhiên nên bà con về bà con tỉa lại, mình ship đi nữa đó, tới nhà cái mình tỉa lại nó vừa ý hơn. Tất cả cây đều thùng chậu hết nha bà con, con về dễ trồng. Để tiếp theo là cây số 9. Dạ, chiều cao là 89, tán ngang là 65, thấu thân là 40, hoành cái cây này là 10, cái củ này cũng đẹp rồi coi, 25. Cái này là em ghép là vàng Đài Loan là 1 nè, Mỹ Hường là 2 nè, đỏ đào là 3, trắng là 4, Mỹ tím là 5, vàng hường đỏ là 6, vàng sọc là 7, dưới phôi Mỹ cam nữa được 8 màu bà coi. Cho ra một cái hoa trắng nữa nè bà con. Nó ra bộ hộp hôm qua kia nó là tròn quay luôn á, bây giờ nó rụng bớt. Dạ, cây số 9 này là 450.000 bao ship. Bây giờ là mình bán giá tất cả giá yêu thương không cho bà con chơi. Dạ, tiếp theo là cây số 10. Dạ, chiều cao là 78, tán ngang là 62, giá thấp hơn là 29, hoành ta đây là 10 bà coi. Cái này cái củ cũng đẹp nha bà. Cục thôi không. Dạ, cây này em ghép là Mỹ Đỏ Tiền Giang là 1 nè, vàng Đài Loan là 2 nè, vàng sọc là 3, đỏ vàng trắng yên bái là 4, vàng hường đột xanh là 5, vàng hường đỏ là 6, màu trắng nữa là 7 màu, Dubai Sơn là 8, Mỹ Đỏ Campuchia là 9, Mỹ vàng là 10, vàng Pháp là 11, đỏ đào là 12, Mỹ tím là 13, dưới phôi Mỹ cam nữa là được 14 màu bà coi. Cây được 14 màu nha bà con, quá đẹp luôn. Cây này nửa ra đều đẹp lắm bà con. Dạ, cây số 10 là 500.000 bao ship. Dạ, tiếp theo là cây số 11. Cây số 1 cũng là cây chăn dép nha bà con. Dạ, chiều cao là 135, tán ngang là 105. Cái này thấu thân là được 60 bà con ơi. Dạ, hoành là 12. Cây này thấp thân từ xuống là đẹp quá anh. Thấp thân đây nè, này nữa bỏ rồi. Thẳng bằng. Dạ, cây này em ghép là Mỹ vàng nè, màu trắng là 2 màu, đơn vàng là 3, Mỹ tím là 4, đỏ đào là 5, vàng Pháp là 6, vàng sọc là 7, Mỹ cam là 8, dưới cái phôi này là tỏi nhung lá bóng nha bà con. Cây này nữa là mình chơi được 9 màu bà con ơi. Cây này đẹp lắm nha bà con, thấp thân lên chỗ này nó thẳng băng này ha bà con. Cây này được 9 màu bà con. Bà con thấy rõ không? Cây này tàn đều đẹp luôn bà con ơi. Này nó ra bông rồi nè bà con. Đây cho coi cái bông vàng đẹp quá nè anh. Bên đây nè. Nè bà con thấy không? Đỏ, chỗ vàng, này đỏ nắng luôn. Hơi chán nha bà con. Do nhà vườn quay bà con thông cảm nha bà con. Nhà vườn tự quay. Cái gì bà con thông cảm nha. Cây này nó đang sung quá, đang tốt lắm nè bà con. Dạ, cây số 11 là 550.000 bao ship.
trơn rồi bạn. Và tiếp theo là cây số 12, cây này cây mini bà coi, để dừa để bàn nha bà con. Và chiều cao là 40, lá ngang cũng 40 là bà coi. Cây này bằng ngón tay giữa em đi, tính đại vậy đi. Rồi cây này là em ghép cũng được mấy màu ạ. Mỹ đỏ là bà con là 1 nè, vàng đài loan là 2, Mỹ sen là 3, hường sọc là 4, vàng son Cần Thơ là 5, màu trắng là 6. Cây này được 6, Mỹ tím là 7 màu, 7 màu với cái phôi Mỹ cam nữa. Cây này được 8 màu rồi ơi. Wow. Này nó ra cây này ra cũng đủ màu rồi nè. Cái này là gì? À, Mỹ tím nè. Mỹ tím. Mỹ đỏ nè. Mỹ đỏ Tiền Giang nghèo con. Mỹ cam. Vàng Đài Loan. Màu trắng. Rồi này là Mỹ sen. Mỹ sen nó ra rồi mà nó mới rụng nè bà con. Vàng sọc nè bà con. Rồi cây này được 8 màu và im lắm bà con. Chơi mini nghe bà con. Này bà con thấy gì bà con vô cái chậu mà đẹp đẹp. Mình về nhà mình vô cái chậu đẹp đẹp mình chơi. Này mình để bàn uống trà rồi cũng được bà con ơi. Để gần cái phải 8 màu. Rồi cây số 12 là 250 ngàn bao ship. Tại em bỏ vô cái chậu màu đen này đang. Dạ, tiếp theo là cây số 13 bà con ơi. Cây 13 cũng là cây chân ghép nha bà con. Hôm nay em lên chân ghép nhiều bà con ơi. Dạ, chiều cao là 92, lá ngang là 70, thấp thân tại đây là 43 nữa mà cắt mấy nhanh là bỏ nha bà con. Dạ, cây này hoành 7,5. Cây này cái củ bự nha bà con. Cây củ 18 nè. Cái này em ghép nè, là vàng sọc nè bà con. Đỏ chân trắng Yên Bái là 2, Mỹ tím là 3, sen xưa là 4, đỏ đào là 5, màu trắng là 6, đỏ nhung lá bóng là 7, vàng Đài Loan là 8, hường sọc là 9, Mỹ đỏ Tiền Giang là 10, Dubai son là 11, dưới phôi Mỹ cam nữa là 12 màu bà con. Hai cái dưới đó là mình cắt dẫn được nha bà con, tại nó tốt quá nó lên 12 màu. Rồi. Cái này nữa mình cắt bỏ hoàn mà bà con thích thì bà con để 12 màu nghe bà con. Rồi cây số 13 này là 500 ngàn bao ship. Cái này nữa mình chơi thì được 12 màu. Cái này nó ra hoa là nó mới tàn rồi bà con. Dạ, tiếp theo là cây số 10, cây gọi là cây 13, cái này là cây 14 nha bà con. Cây 14 là cây đơn đỏ. Dạ, chiều cao là 130, lá ngang là 60. Cây này siêu mẫu rồi bà ơi. Dạ, chiều cao là 84, thấp thân là 9. Chân dài. Cái này thẳng đẹp nha bà con. Nó đang cho. Tại vì em tỉa em con lại á, bây giờ nó ra bông lại nè. Nụ nha bà con. Tại nắng nó hơi ngược nắng này nó hơi chán. Rồi cây số 14 là 250 ngàn bao ship, cây đơn đỏ nha bà con. Đơn đỏ là cái màu nó dễ thương. Và tiếp theo là cái số 15 là cái chân ghép rồi coi. Dạ, chiều cao là 82, tán ngang là 40 đi bà con. Cái này thốt thân thì có 5 cm nè. Cái này hoành là 6 nè bà con. Cái này em ghép 3-4 màu vậy hả. Màu tím sen nè, vàng Dubai nè, Mỹ sen là 3 màu. Với cái phôi Mỹ cam đó, cây này được 4 màu bà coi. Này nó ra nụ quá nhiều rồi bà con ơi. Này là tím sen nè bà con. Dạ, cây số 15 là 200 ngàn em bao ship. 200 ngàn bà con ơi.
những giá tốt cho bà con, giá yêu thương bà con, bao ship cho bà con luôn tới nhà nha bà con. Dạ, tiếp theo cây số 16 là cây trang đơn vàng nha bà con. Dạ, chiều cao là 76, đá ngang là 110, thó thân là được 25, dạ hoành là 13 bà coi. Cái này cái cũ rất đẹp nha bà con. Cái cũ là 28. Cái này đẹp bà coi. Cây này quá nụ rồi. Dạ, cây số 16 này là đơn vàng là 400 ngàn bao ship. Nụ gì đặc luôn. Nó già dữ lắm. Già nứt hết trơn rồi con. Dạ, tiếp theo là cây 17 là cây Mỹ Cam mà thôi. Dạ, chiều cao là 108, tính 105 đi bà. Dạ, tán ngang là 114. Thó thân là 45. Cái này cái cổ cái hoành rất bự rồi coi. Cái hoành là 18 nè. Cổ bự. Mỹ Cam nha bà con. Cái này hoành bự nè. Cái này để tàn nữa nó ra đều mà con thích để vậy, còn không thích làm gì cũng được. Rồi, cây số 17 là 450 ngàn bao ship. Đây này gì đâu đỉnh chứ chết. Dạ, tiếp theo cây 18 là cây đơn đỏ rồi coi. Tự quá. Dạ, chiều cao là 100. Thái ngang là 115. Dạ, cái thoát thân tại đây là 16. Nhảy lên đây là thoát thân 16, lên đây được hai thân đẹp nha bạn. Dạ, hoành là 19 nè. Cái này cái đế rất đẹp rồi coi. Dạ, cây số 18 này là 900 ngàn bao ship. À, cái hoa, cái màu hoa nó nè bà con. Mới cho hoa cái nó rụng. Cây số 18 này già lắm nha bà con. Già nứt hết trơn. Dạ, tiếp theo là cây số 19 là cây Mỹ tím bà coi. Cây này có nó có mùi thơm nhẹ nha bà con. Dạ, chiều cao là 89, tán ngang là 65. Cái này hoành là 9 bà ơi. Mình để nguyên vậy, còn nếu mình thích thối phân cao thì mình cắt lên đây chút xíu bà con. Dạ, cây Mỹ tím. Và cây này là cây số 19 là Mỹ tím, là 200 ngàn bao ship. Trời, Mỹ tím hồi đó hiếm lắm đó bà con ơi. Mỹ tím đẹp lắm rồi bà con. Dạ, tiếp theo là số 20 là cây trang ghép. Bữa nay trời mưa bà con ơi. Quá, trời mưa nó hay mờ mờ nó tối. Không, nó ra hết sức luôn. Dạ, chiều cao là 130, tán ngang là 67, thó thân là 79,
Trời mưa bởi vì nó ướt hết trơn bà coi. Hoành là 8. Cây này nó già dữ lắm nha bà con. Cây này em ghép cũng nhiều màu à, sen xưa nè bà con. Sen xưa nè. Cam Pháp là 2 nè. Dubai Sơn là 3, Mỹ Đỏ Tiền Giang là 4, Tím Sen là 5. Vàng Đài Loan là 6, Đỏ Nhung Lá Bóng là 7, Mỹ Cam là 8. Vàng Dubai là 9 với cái phôi đỏ là 10 màu bà con ơi. Đây cho bà con xem. Gà hòa quá trời luôn nè. Này gà nhiều màu bà con. Sen xưa nè. Này là cam cam Pháp nè. Cam Pháp nè bà con. À, này là sen xưa. Này Mỹ Sen nè. Mỹ Sen. À, Mỹ Đỏ Tiền Giang nè. Gà nhiều màu rồi con bà coi. Quá sáng. Này Tím Sen nè. Này Tím Sen. Dạ rồi, cây số 20. À, cây chân ghép là 450 ngàn bao ship. Gà sùng quá ha, nhánh nào. Dạ cây số 20 cũng là cây cuối clip à. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con đã ủng hộ em cái clip vừa qua. Dạ xin em xin hết à. Gà quá trời bông nào.